Chào mừng các bạn đến với kênh Đan Móc cùng Hermit. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc những bông hoa tulip xinh đẹp ạ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ba kích cỡ nhé. Đây là kích cỡ nhỏ này, kích cỡ vừa này và kích cỡ rất là to đây ạ. Để móc được những bông hoa tulip như thế này thì các bạn chuẩn bị cho mình hai màu len, một màu để móc cái phần bông hoa nhé và một màu xanh lá để chúng ta làm cái phần lá và quấn cái thân của bông hoa như thế này ạ. Ở đây mình dùng mưu bò sợi 2 mm. Các bạn cũng có thể dùng mưu cốt tông 125 g nhé. Và kim móc 3.0 mm ạ. Ngoài ra các bạn chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm khoảng 40 cm để lẹp quanh cái lá như thế này, một đoạn thân bông hoa, một lắm bông gòn để chúng ta nhồi vào cái phần bông ạ, một cây kéo nhỏ và một cây kim khâu len. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ móc cái phần bông nhé. Các bạn dùng màu phần bông này và tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn móc cho mình 6 mũi móc đơn vào trong vòng tròn ma thuật ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rút chặt vòng tròn ma thuật này. Các bạn dùng marker đánh dấu hoặc một đoạn len khác màu vắt qua nhé. Để chúng ta lên hàng 2 luôn ạ. Lên hàng thứ 2 các bạn móc cho mình 6 mũi tăng hay còn gọi là 6 mũi V ạ. Mỗi một chân mũi các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn này. Mũi V thứ 2 này cũng gồm 2 mũi móc đơn trung chân này. Mũi V thứ 3 này. Mũi V thứ 4 này. Mũi V thứ 5 này. Đến mũi V thứ 6 cũng là mũi V cuối cùng ạ. Móc xong hàng này chúng ta tăng số mũi lên được gấp đôi, từ 6 lên thành 12 ạ. Đến hàng thứ 3 các bạn móc cho mình 1X này, là một mũi móc đơn này. 1V gồm 2 mũi móc đơn trung chân này. Lặp lại 1X, 1V cho mình đến hết hàng nha các bạn. Hàng này chúng ta cũng tăng được 6 mũi, từ 12 lên thành 18 ạ. Mũi V cuối cùng. Chúng ta lên hàng thứ 4. Các bạn móc cho mình 2X, 1 này, 2 này, rồi đến một mũi V gồm 2X trung chân. Cũng lặp lại 2X, 1V cho mình đến hết hàng nhé. Hàng này chúng ta cũng tăng được 6 mũi. 1 này, 2 này, 1V này. Một phê cuối cùng này. Như vậy là chúng ta đã móc xong 4 hàng rồi. Nếu như các bạn muốn móc size nhỏ như thế này thì từ hàng thứ 5 cho đến hết hàng thứ 15 các bạn móc cho mình các cái hàng không tăng không giảm nhé. Và mỗi một hàng là chúng ta có 24 mũi móc đơn ạ. Còn nếu mà các bạn muốn móc size nhỡ như thế này thì
thì chúng ta sẽ móc thêm một hàng tăng nữa là 3x1v. Mình sẽ móc nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 1v này. Và cũng lặp lại 3x1v đến cuối hàng để tăng số mũi từ 24 lên thành 30. V cuối cùng của hàng thứ 5. Đó. Và nếu các bạn dừng lại ở sai nhỡ thì các bạn móc cho mình từ hàng thứ 6 cho đến hết hàng thứ 17 nhé. Hoặc là các bạn móc đến hàng thứ 18 cũng được. Các hàng không tăng không giảm và mỗi một hàng có 30 mũi móc đơn. Còn nếu bạn nào mà muốn bông hoa to thật là to như thế này thì các bạn sẽ móc cho mình thêm một hàng tăng nữa là 4x1v đấy ạ. Các bạn tăng tương tự nhé. Cũng tăng lên được 6 mũi và mỗi một hàng chúng ta có 36 mũi móc đơn. Sau đó các bạn móc tiếp cho mình đến hết hàng thứ 22 thì sẽ xong được cái bông hoa to như thế này ạ. Mình sẽ dừng ở sai nhỡ thôi nhé. Bây giờ mình sẽ móc từ hàng thứ 6 cho đến hết hàng thứ 18 là các hàng không tăng không giảm, mỗi chân mũi là một mũi móc đơn và mỗi một hàng mình có 30 mũi móc đơn ạ. Các bạn móc tiếp cho mình đến hết hàng thứ 18 nha. Mình đã móc xong 18 hàng này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Đây ạ. Sau đó các bạn móc vào chân kế bên này một mũi dời. Và chúng ta cắt len nhé. Để lại một đoạn khoảng 15-20cm thôi ạ. Để chúng ta khâu cái miệng bông hoa lại. Rút sợi len qua này. Bây giờ chúng ta sẽ nhồi bông vào đây nhé. Các bạn dồn bông chặt xuống cái phía đáy của bông hoa. Sau đó mình sẽ dùng kim khâu len để khâu kín cái phần miệng lại, tạo hình cho cái miệng bông hoa nhé. Các bạn đâm kim vào chân kế bên này. Kéo sợi len qua này để khớp cái miệng chỗ này. Bây giờ các bạn gập đôi này để cái vị trí cái mũi dời của mình nhé, chỗ kim đâm qua này chính giữa nhé các bạn. Sau đó các bạn đâm kim vào vị trí đây ạ, chính giữa của cái nửa bên phải mình đâm qua này, như này nhé. Rút len qua này, cách một chân đây này, các bạn đâm sang chân kế bên này, quay lại. Sau đó các bạn đâm kim vào cái vị trí chính giữa này, sang chân kế bên này cũng quay lại này. Tiếp cái vị trí trung tâm bên tay trái này cũng quay lại này.
và đâm ra ở cái vị trí của cái mũi mình đâm kim lúc đầu này. Đấy. Chúng ta được cái hình như thế này nhé. Bây giờ các bạn rút chặt len để cái miệng bông hoa nó kín lại, chun lại rất là đẹp ạ. Sau đó các bạn khâu vòng qua phía đối diện này hai lần nhé. Các bạn đổi chiều này, đâm sang phía này ạ. Và khâu cũng tương tự hai lần ạ. Để cái miệng bông hoa nó được cân nhau. Sau đó các bạn thắt lút nhé. Và đâm kim, kéo cái sợi len xuống cái vị trí vòng tròn ma thuật này. Như vậy là mình đã khâu xong rồi ạ. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chiếc lá như này nhé. Các bạn dùng len màu lá này tạo cho mình một nút thắt. Sau đó các bạn len cho mình 30 bính nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Các bạn quay lại bính thứ hai từ kim móc này, 1, 2 này. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Các bạn móc tiếp cho mình 3 mũi móc đơn nữa nha. 1 này. 2 này. 3 này. Tổng là chúng ta có 4 mũi móc đơn ở phía đầu đây rồi ạ. Tiếp đến các bạn móc cho mình 4 mũi nửa kép nhé. Hay còn gọi là mũi chữ T ạ. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Sau đó các bạn móc cho mình các mũi móc kép đơn cho đến khi mình còn 6 mũi ở phía đầu này nhé. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13 này. 14 này. 15 mũi kép đơn nha các bạn. Sau đó lại móc cho mình 3 mũi chữ T. 1 này. 2 này. 3 này. Còn 3 chân bính cuối cùng các bạn móc cho mình 1 mũi móc đơn này. 2 mũi móc đơn này. Ở chân bính cuối cùng này các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn chung chân nhé. 1 này.
2 này, 3 này. Sang phía đối diện này, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào hai chân, hai sợi chân bính nhé. Tiếp theo này, 1 này, 2 này. Tiếp đến là 3 mũi chữ T này, 1 này, 2 này, 3 này. Các bạn hãy móc cho mình 15 mũi kép đơn nhé, vào phía đối diện này ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đến 4 mũi chữ T nha các bạn. 1, 2, 3, 4. Sau đó đến 4 mũi móc đơn này. 1, 2, 3, 4. Ở vị trí này các bạn móc thêm cho mình một mũi móc đơn nhé, vào cái vị trí đây ạ. 1 này. Sau đó các bạn dùng kẽm để nẹp chiếc lá nhé, và móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân này. Tiếp theo là mỗi một chân mũi các bạn móc cho mình một mũi móc đơn và nhớ nẹp theo sợi kẽm nha các bạn. Sợi kẽm sẽ giúp cho chiếc lá của chúng ta cứng và chúng ta có thể uốn theo ý mình muốn á. Đến vị trí mũi móc đơn ở trên đỉnh như này, các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn chung chân nhé. 1 này, 2 này, 3 này. Sau đó lại tiếp tục móc mỗi chân mũi là một mũi móc đơn ạ.
Đây là vị trí mũi móc đơn cuối cùng nha các bạn. Mình sẽ vòng cái sợi len ở phía dưới này, qua cả hai sợi kẽm này, kéo lên và móc một mũi móc đơn này. Sau đó các bạn cắt len nhé. Kéo sợi len qua và chốt chặt ạ. Như vậy là chúng ta đã móc xong chiếc lá rồi. Cái phần kẽm thừa này các bạn vặn sát vào đây nhé, để cho nó không rời nhau ra ạ. Các bạn có thể rút cho cái phần kẽm này nó cân nhau nhé, và chỉnh cho chiếc lá của mình nó đẹp. Sau khi móc xong được phần bông hoa và chiếc lá, chúng ta sẽ đi lắp ráp nhé. Các bạn dùng cái thân này luồn vào cái vị trí chính giữa của cái vòng tròn ma thuật này. Đó. Các bạn rút cái sợi len này cho nó chắc lại nhé. Sau đó quấn chặt quanh cái thân cổ bông ấy và thắt nút lại một lần nhé các bạn, để cho cái bông nó chắc, nó không bị xê dịch. Rồi tiếp theo các bạn dùng đúng cái màu xanh thân lá này nhé, chúng ta bắt đầu quấn ạ. Các bạn để bắt đầu từ phía dưới này, sau đó quấn lên cái phần cổ bông này, quấn chắc cái phần cổ bông các bạn nhé. Chúng ta quấn cho thật kín á, thì nó sẽ đẹp hơn, đều và đẹp. Đến cái vị trí mà các bạn muốn ráp chiếc lá vào nhé. Đây mình sẽ quấn thêm một đoạn nữa. Bây giờ mình cùng ráp chiếc lá vào nhé. Các bạn giữ chặt chiếc lá này, quấn quanh cái cổ của chiếc lá này khoảng 3 vòng nhé các bạn. Sau đó mới dịch chuyển sang cái vị trí bên dưới. Quấn thật chặt để cho chiếc lá nó chắc chắn ạ.
Đến cái gần vị trí cuối cùng rồi nha các bạn. Mình sẽ vòng sợi này. Vòng sợi tạo thành cái nút thắt ở đây ạ. Mình vòng khoảng 3 lần là nó sẽ chặt. Các bạn cắt cái len thừa đi ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong bông hoa tulip. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì các bạn cứ comment, mình sẽ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có nhiều sản phẩm đẹp ạ. Đừng quên subscribe kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn.